Xin kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Than Uyên, chỉ đạo xã Tà Hừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của huyện, đại biểu các xã thị trấn trong huyện. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ địa phương. Cuộc diễn tập chia thành hai phần, cơ chế và thực binh. Trong đó, phần cơ chế thực hiện các nội dung, lực lượng vũ trang xã nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao. Công an chuyển lên báo động sẵn sàng chiến đấu. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của trưởng công an xã. Phần thực binh diễn ra nội dung lực lượng vũ trang xã phối hợp đánh địch co cụm tại bản Cát Nam 1. Qua diễn tập giúp xã Tà Hừa nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, năng lực tham mưu, khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở, từ đó đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, an toàn về người và vũ khí trang bị. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cuộc diễn tập đạt 9 điểm xếp loại xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo biểu dương kết quả cuộc diễn tập đã đạt được. Đề nghị xã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền cơ sở, năng lực tham mưu của ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang, điều chỉnh bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ của xã, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong hoạt động tác chiến phòng thủ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Ngày 27 tháng 4, Hội Cựu chiến binh xã Tà Gia tổ chức Đại hội đại biểu khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại dự có đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Cựu chiến binh huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã khóa 6 trình tại đại hội nêu rõ. Nhiệm kỳ 2017-2022, với tinh thần đoàn kết, Hội Cựu chiến binh xã Tà Gia đã phát huy tốt phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng xã Tà Gia ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới được 19 hội viên. Đã có 2 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã, 5 đồng chí giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn hội có 5 trang trại, 15 gia trại vừa và nhỏ. Có 45 trên 135 hội viên có mức sống khá và giàu, đạt 33,5%, tăng 4,2% so với đầu nhiệm kỳ. 5 đồng chí được công nhận là cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh xã Tà Gia xác định 9 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền và hội cấp trên, vận động kết nạp mới 15 đến 20 hội viên, giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 2%, số hộ có kinh tế khá trở lên đạt 85%. Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí và ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Lò Văn Vinh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Quý vị và các bạn thân mến, với phương châm gần dân, sát cơ sở, cấp ủy chính quyền xã Tà Mung luôn chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là công tác dân vận, thực hiện các nội dung nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Xã Tà Mung có 5 bản dân tộc Mông sinh sống là Hô Ta, Tu San, Đán Tọ, Nậm Mở và Nậm Pắt với gần 400 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu. Để các nội dung cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng với phương châm gần dân, sát cơ sở, cán bộ đảng viên là những người đi đầu thực hiện. Đến nay, 100% dòng họ người Mông xã Tà Mung đã đồng thuận cam kết thực hiện việc tang, việc cưới đảm bảo văn minh, tiết kiệm.
Nhân dân các bản đồng thuận thực hiện tốt các nội dung đã ký cam kết và đưa vào quy ước, hương ước, gìn giữ giá trị tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng làng bản ngày một phát triển. Vâng, cái việc thực hiện cái nếp sống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã Thờ Mông ấy, thì cấp ủy chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc mà cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho bà con nhân dân có ý thức và có trách nhiệm nâng lên, thì lúc đầu là xác định là những trường hợp ở những người mà nòng cốt thì phải là chi ủy chi bộ. Do đó thì các đồng chí bí thư các chi bộ của các bản của vùng cao trên này thì phối hợp với cái ban vận động vừa thực hiện cái các chương trình của bà con trong thôn bản, đồng thời là lồng ghép vào cái việc thực hiện nếp sống văn hóa đồng bào dân tộc Mông với công tác dân vận trong khâu vệ sinh môi trường, công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sinh hoạt các chi bộ, các đoàn thể của các bản để nâng lên cái chất lượng. Qua đó thì cái việc nhận thức của bà con nhân dân thì cũng đã có phần nâng lên rõ ràng, nhất là từ những đoàn viên hội viên của các chi đoàn chi hội của bản và bà con nhân dân. Thực hiện nếp sống văn hóa mới, chi bộ chính quyền, các đoàn thể bản Hô Ta đã tích cực vận động nhân dân thực hiện 5 việc nên làm và 5 việc không nên làm. Qua đó, nâng cao ý thức bà con nhân dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay, 100% hộ người Mông trong bản đã cam kết thực hiện việc cưới, việc tang được bà con thực hiện văn minh, tiết kiệm. Các hộ duy trì, giữ gìn tốt nét văn hóa truyền thống trong việc thờ cúng, tôn kính tổ tiên. Vâng, được Đảng nhà nước quan tâm thì trong cái thực hiện cái nếp sống văn hóa mới ấy, thì đồng bào Mông thì chúng tôi ở thôn bản cũng tuyên truyền rất là sâu rộng đến bà con, thì hiện tại thì bà con cũng thực hiện tốt về cái như là ma chay này, người chết thì phải cho vào quan tài. Được cái sự tuyên truyền của cán bộ bản thì hiện tại thì bà con cũng thay đổi cái cơ cấu cây trồng ấy, vật nuôi, thì hiện tại thì cái phát triển kinh tế của bà con thì cũng ngày được nâng lên ạ. Có thể nói, việc làm tốt công tác dân vận của Đảng ủy xã Tà Mung đã có tác động tích cực đến đồng bào Mông trong thực hiện nếp sống văn hóa mới, góp phần gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, là điều kiện quan trọng để xã Tà Mung đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2022, hiện nay, cùng với công tác dạy và học, thầy và trò trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông Than Uyên đang tích cực ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức và về tâm lý cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới. Năm nay, trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông Than Uyên có 22 lớp, 73 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Ngay từ những ngày đầu năm học, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các tổ, khối, lựa chọn những giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, tham gia giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ ôn tập cho học sinh. Tích cực kiểm tra, khảo sát, từ đó xây dựng phương pháp, kiến thức ôn tập phù hợp. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên ôn tập theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo 100% các em học sinh tiếp thu được kiến thức theo kế hoạch. Vâng, đứng trước đại dịch Covid thì cũng đặt ra cho trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Than Uyên một bài toán vô cùng khó khăn, làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng ôn thi tốt nghiệp cao đẳng đại học đối với học sinh khối 12. Và để làm giảm bớt áp lực học tập cho học sinh thì nhà trường cũng đã xây dựng một chương trình cốt lõi, xác định những vùng kiến thức trọng điểm và những kỹ năng cần thiết đối với học sinh. Đặc biệt là ngoài nội dung trao đổi qua các giờ học trực tuyến thì giáo viên cũng đã chủ động để giao thêm các bài giúp học sinh ôn luyện và rèn luyện thêm rất nhiều kỹ năng. Đặc biệt một việc nữa mà nhà trường cũng quan tâm chú trọng đó là làm tốt về công tác tư vấn tâm lý đối với học sinh để các em có một tâm lý thoải mái nhất, giải tỏa những áp lực của công tác thi cử đối với các học sinh khối 12. Cùng với đó là nhà trường cũng tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe để giúp các em có được một nguồn năng lượng tốt, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, nhà trường tổ chức ôn thi cho các em học sinh với 8 môn toán, văn, sử, địa, hóa, sinh, ngoại ngữ, giáo dục công dân. Thực hiện ôn 2 buổi trên một ngày và ôn tập tất cả các ngày trong tuần. Trọng tâm là hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn các em cách làm bài thi khoa học hiệu quả.
Bên cạnh việc ôn luyện kiến thức, các thầy cô giáo luôn chủ động nắm bắt tâm lý học sinh để từ đó có giải pháp giúp đỡ, đảm bảo cho các em có tâm thế sẵn sàng để bước vào kỳ thi. Nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị, các trường cao đẳng, đại học, tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa, tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, giúp các em có sự lựa chọn, đăng ký thi các trường theo đúng năng lực sở trường. Vâng, đầu tiên khó khăn lớn nhất của bọn em là áp lực của học sinh lớp 12 trước vấn đề lựa chọn nghề nghiệp và những mục tiêu hướng tới trong tương lai của bản thân. Và khó khăn thứ hai là ảnh hưởng của đại dịch. Mà vì lý do này mà bọn em không thể học trực tiếp với các thầy cô. Vì thế mà như từ những khó khăn đó thì chúng em càng nhận thấy là mình càng phải cố gắng hơn rất là nhiều để có thể có những kết quả tốt nhất cho bản thân. Và trước cái thềm thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì chúng em đã có những định hướng và có những cách ôn luyện những thời gian biểu để có thể có được một kết quả tốt nhất. Và chúng em sẽ càng nỗ lực hơn để có thể hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và đạt tới những ước mơ và nguyện vọng của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo của thầy và trò, chúng ta tin tưởng rằng trường Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Than Uyên sẽ tiếp tục đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4 năm 2022, trường Mầm non thị trấn Than Uyên tổ chức hội thi Rung chuông vàng kiến thức tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi. Hội thi là một trong những nội dung trong thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Than Uyên giai đoạn 2017-2025. Theo đó, từ năm học 2017-2018, trường Mầm non thị trấn Than Uyên tổ chức cho 100% trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. Từ nguồn xã hội hóa, 3 năm qua, nhà trường đã liên hệ với các giáo viên chuyên ngành tiếng Anh để dạy cho học sinh 5 tuổi, mỗi tháng từ 2 đến 4 tiết, từ đó đảm bảo chất lượng cho trẻ làm quen với tiếng Anh đạt hiệu quả cao. Hội thi gồm 2 phần thi. Phần 1, cô giáo phát âm bằng tiếng Anh, trẻ chọn hình ảnh đúng. Phần 2, cô giáo nói các từ hoặc đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và đọc đáp án bằng tiếng Anh, trẻ chọn đáp án đúng qua 19 câu hỏi. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ với phương châm chơi mà học, học mà chơi. Huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng, tạo sự đồng thuận cao trong việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ở nhà trường. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Kết thúc hội thi, giải nhất đã thuộc về bé Đặng Thảo Quyên, lớp mẫu giáo lớn A1. Giải nhì thuộc về bé Lê Quốc Bảo, lớp mẫu giáo lớn A2. Giải ba thuộc về bé Đặng Huyền My, lớp mẫu giáo lớn A2. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân hè năm 2022, xã Mường Kim gieo trồng trên 200 hectare cây ngô, tập trung ở đất đồi, đất bãi. Cơ cấu giống chủ yếu là CP333, MX6. Để đảm bảo diện tích và lịch thời vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nhân dân sớm hoàn thành các điều kiện để gieo trồng theo đúng kế hoạch. Hiện nay nhìn chung cây ngô phát triển đều cơ bản đạt từ 7 đến 9 lá. Nhân dân trong xã đang tích cực làm cỏ, vun gốc, bổ sung các loại phân để cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo đạt năng suất, sản lượng cao. Ngày 28 tháng 4, trường Trung học Phổ thông Mường Kim tổ chức nghi lễ chào cờ theo hình thức xếp hình đất nước Việt Nam chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 4, trường Trung học Phổ thông Mường Kim tổ chức nghi lễ chào cờ theo hình thức xếp hình đất nước Việt Nam chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Tham gia hoạt động này có hơn 500 người là thầy, cô giáo và các em học sinh nhà trường. Buổi chào cờ được bố trí sắp xếp thành hình bản đồ Tổ quốc với toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm đất liền và biển đảo. Hình bản đồ Tổ quốc được thầy cô và các em học sinh chỉnh tự xếp theo nhạc nền với các gam màu chủ đạo là đỏ, vàng, xen màu xanh và trắng. Hoạt động kết thúc bằng nghi lễ chào cờ, thầy cô và các em học sinh nhà trường trang nghiêm hát vang quốc ca Việt Nam. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhắc nhớ mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về lịch sử truyền thống tự hào của dân tộc,
góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.